Chào mừng em đã quay trở lại với tập kho của Pin. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh em về một cái dòng kính áp tròng sinh bài thế hệ mới của 2022 anh em nhé. Thì cái kính này thì nó sẽ là một cái kính hoàn toàn khác so với kính ngày xưa với công nghệ mới và cách sử dụng nó vẫn như thế thôi, nhưng mà nó sẽ có một số cải tiến ưu điểm như là nó sẽ mỏng hơn rất là nhiều và nó sẽ đeo nhẹ hơn cái kính ngày xưa rất là nhiều. Đấy, đây chính là cái dòng kính này tôi giới thiệu cho anh em này, đó là kính xanh kinh quả đẹp anh em nhé. À đây kính của Hàn Quốc xin lỗi. Đấy, thì ngoài kính này chúng tôi có rất là nhiều loại kính để dành cho anh em chơi, như là kính gỗ này, kính gỗ hàng Mỹ này, kính nhôm hàng Mỹ này, kính của Nhật đây này, hộp nhỏ này, hộp xanh là của Hàn Quốc và kính VB hàng của Macau anh em nhé. Đấy, những cái dòng kính này thì nó sẽ giúp cho anh em mục đích chính là để anh em có thể nhìn được cái quân bài để anh em chơi. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ test thử cho anh em về cái dòng kính này, nó là hàng mới về, tôi sẽ làm video luôn để giới thiệu cho anh em, để cảm thụ cho anh em về chất lượng của nó anh em nhé. Đấy thì anh em này, trong hộp về anh em mua về sẽ có cái gì đầu tiên này, anh em sẽ có hai mắt kính hai bên này. Đấy, tiếp theo nữa là bộ hộp dụng cụ cấp kính và để kính, và tiếp theo đây là một cái hộp để anh em để kính vào chơi anh em nhé, hộp nước bảo quản. Đấy, đây là nước hộp bảo quản kính này. Đấy, bây giờ tôi sẽ lấy thử ra cho anh em này. Cái kính này cách sử dụng nó vẫn sẽ giống như kính trước thôi. Đấy, đây sẽ là cái kính của chúng ta này, hai cái này, hai bên mắt kính này. Đấy, tôi giới thiệu cho anh em xem luôn này, hai bên mắt kính này. Đấy, anh em nhìn thấy không, đây là hai cái bên mắt kính này. Tôi sẽ để đây và sẽ đi về vấn đề chính anh em nhé. Đấy, hôm nay không nói nhiều, nhìn vào cái kính này, anh em biết rồi, anh em đi chơi thì anh em chơi sành chín thì hoàn toàn không thể chơi được. Anh em ngày xưa đánh sành chín thì anh em có khả năng được, nhưng hiện tại thay đổi 50% rồi, anh em đánh mà không có công nghệ hỗ trợ thì anh em hoàn toàn là sẽ thua anh nhé. Bởi vì bây giờ 100% người ta chơi người ta sẽ phải có phụ kiện đi theo. Đấy, bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em này, có cái kính ra nhé anh em nhé. Cứ tính ra test thử cho anh em này, anh em nhìn nhé. Đấy, đây sẽ là kính này. Rồi, tôi đã thật kính vào trong này nhé. Đấy, về cái màu kính của nó thì nó sẽ được làm giống như cái màu kính của con người, màu mắt của con người của người Việt Nam ta anh em nhé, người Đông Nam Á. Đấy, thì để kiểm chứng cho anh nhé, tôi sẽ kiểm chứng cho anh em qua một chiếc điện thoại này, qua camera điện thoại này để anh em có thể kiểm chứng được anh em nhé. Còn nếu mà tôi đeo vào mắt tôi thì anh em hoàn toàn không thể biết được, thì không có cái dẫn chứng nào để cho anh em tin tưởng cả. Chính vì thế tôi sẽ phải để vào camera điện thoại anh em nhé. Vậy là chơi cái kính này vẫn như thế thôi, vẫn là phải dùng bài kính anh em nhé. Bài thì được chúng tôi làm riêng để sử dụng kính anh em nhé. Nó sẽ về hình thức này, ngoại hình này, nó sẽ giống y như bài trận. Đấy, còn để phân biệt được bài kính và bài trận thì anh em sẽ phải đeo kính vào anh em mới biết anh em nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ lắp kính vào này, lắp kính vào điện thoại này để test thử cho anh em này, đặt một chút này, đặt một chút này nhé. Đây là điện thoại này, tôi sẽ lắp vào camera này. Đấy, kính này kính rất là mỏng, anh em lưu ý nhé, kính rất là mỏng này. Là khi dồn anh em hết sức cẩn thận, tránh gây sức kính anh em nhé. Đấy, kính cực kỳ mỏng, rất là, vì nó rất là mỏng rồi rất là khó đeo cũng khó sử dụng, và khi mà anh em đã sử dụng rồi đeo vào trong mắt rồi thì nó rất là dễ anh em nhé. Còn đây tôi để cái bên cạnh cho anh em xem nên là rất hơi khó, anh em đợi tôi một vài phút anh em nhé. Kính rất là trong, đây là kính đời của 2021 này, thế hệ mới nhé. Rồi, và tôi sẽ mở cam lên hiện tại để mà anh thử nhé. Đấy, thì đây sẽ là giao diện của anh em khi nhìn vào kính này. Đấy, rất đơn giản anh em nhé. Còn đây bộ bài kính này tôi sẽ cháo lên và úp cùng một vài con cho anh em xem này. Rồi, ok nhé, và tôi sẽ để bài đây và soi trực tiếp tặng anh em xem này. Đấy, anh em nhìn nhé. Rồi, nghe chưa, để góc này nét này nhé, anh em nhìn nhé. Đấy, nhìn rất đơn giản, đây quần 8 này anh em nhé, anh em nhìn rất là rõ. Đấy, tiếp này, đây quần 7 anh em nhé. Đấy, rất đơn giản, anh em chỉ đeo vào mắt để anh em xem thôi, đeo giống như kính áp tròng bình thường thôi. Còn 9 này, 6, tôi xin lỗi, tôi nhìn tổng nhạc anh em nhé. Đây là con 9 này anh em nhé. Đấy, đây là con 9 này. Tiếp con 2 này. Đấy,
rất đơn giản, xóa rất là nét và rất là êm mắt anh em nhé. Đấy, còn ad này, đấy, và nó đã khắc phục được tất cả các cái nhược điểm cũ của cái kính cũ này, nó dày, nó sẽ rơi cộm mắt anh em. Mới đeo anh em không thể đeo được, anh em phải đeo quen. Những cái kính ngày xưa anh em phải đeo quen rồi đeo được. Những cái kính này anh em mới đeo anh em phải đeo bình thường anh em nhé. Con ca này, này, tiếp này, đấy, đây là con 8 này, đây là con quy này. Tôi xin lỗi anh em nhé, đây là con quy nhé. Đây, trả lại, đây, tôi sẽ sao lại bài, ông trời thần, rồi đặt xuống này, và tôi soi cho anh em này, đấy. Tiếp nhé, đây con bà nhé. Lại này. Đây con 2 này. Đấy, soi rất là nét đấy. Tiếp này. Con A này. Tiếp tục này, đây con K. Đấy, anh em xem qua một vài Facebook, một số con bài tôi cho anh em thấy cái chất lượng cái rất là tốt. Đây anh em. Rất là mỏng và rất là dễ sử dụng, anh em sử dụng đeo vào anh em chơi và anh em có thể triển khai sử dụng cách dễ dàng rồi. Đấy, thì mọi chi tiết anh em liên hệ qua số hotline chúng tôi để trên màn hình, hoặc anh em có thể đến trực tiếp cơ sở của tôi. Cơ sở 1 sẽ là bến xe Mỹ Đình và cơ sở 2 sẽ là bến xe miền Đông Sài Gòn. Anh em nhé, anh em gần chỗ nào để qua chỗ đó để có thể test trực tiếp hàng và trải nghiệm về sản phẩm anh em nhé. Đến chúng tôi sẽ cho anh em thử. Đấy, anh em không ưng anh em có thể lấy đồ khác. Thì chúng tôi có rất là nhiều đồ như là áo đổi bài, ví đổi bài, điện thoại đổi bài, chúng tôi có rất là nhiều để phục vụ cho anh em nhé. Thì anh em chỉ cần việc gọi điện vào số line của tôi sẽ tư vấn cho anh em nhiệt tình về cách chơi, cách sử dụng ra sao để phù hợp nhất cho anh em nhé. Thì xin cảm ơn anh em đã xem video, chào tạm biệt anh em.